lại vừa có thêm trường hợp bị chó cắn và nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân là một bé trai 3 tuổi ở Hà Nội. Cháu bé được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nhiều vết thương nặng, gãy xương hàm và xương gò má, rách trán, mi mắt. Nguy hiểm nhất là ở vùng cổ vì vết răng của chó Lai Béc Dê cắn ngay sát động mạch cảnh. Sau khi cầm máu các vết thương, thì các bác sĩ đa chuyên khoa đã cùng phối hợp phẫu thuật sửa chữa xương gò má, góc hàm, đảm bảo chức năng ăn nhai sau này, đặc biệt là sử dụng kính hiển vi để khâu nối ống tuyến lệ. Một tuần sau mổ, vết thương của cháu bé đang lành dần, xương cố định tương đối vững chắc và hiện đang tiếp tục được theo dõi. Trường hợp này một lần nữa cảnh báo đến các gia đình đang nuôi những giống chó to và dữ cần hết sức cẩn trọng trong nuôi nhốt, nhất là sử dụng dọ mõm cho chó để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc.